Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tiêu điểm Kinh tế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, nghị quyết số 35 về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 đặt mục tiêu cả nước có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, trong đó có các doanh nghiệp quy mô lớn, nguồn lực mạnh, hàng năm khoảng 30 đến 35% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo. Sau 2 năm thực hiện dù đã có những kết quả đáng khích lệ về số lượng doanh nghiệp hay gia tăng quy mô vốn, nhưng kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp chưa được cải thiện. Điều này cho thấy mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp khó thành hiện thực nếu từ nay đến năm 2020 không thúc đẩy mạnh mẽ cải cách đổi mới môi trường, tạo thuận lợi tối đa để cho doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hiệu quả. Tất cả những vấn đề này sẽ được đề cập trong chương trình Tiêu điểm Kinh tế tuần này. Phát triển doanh nghiệp được xác định có 3 nguồn cơ bản, gồm doanh nghiệp khởi nghiệp mới hoàn toàn, doanh nghiệp hiện có phát triển thêm quy mô và doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Với xác định này, thời gian qua nhiều giải pháp để phát triển doanh nghiệp được thực hiện. Anh Long, đại diện của một công ty tư vấn chuyên hỗ trợ thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp cho biết, thời gian gần đây, với nhiều cải cách quy trình thủ tục đảm bảo doanh nghiệp gia nhập thị trường đã được rút ngắn, thuận lợi hơn so với trước đây. Làm thì dễ dàng hơn trước đây, thì hiện nay cũng chỉ là 3 ngày làm việc thôi, trước đây là 5 đến 7 ngày. Thì các chuyên viên một cửa thì cũng đủ hồ sơ về mặt hình thức theo đúng luật, là họ nhận hồ sơ vào về phần nội dung ấy, thì trong chuyên viên trong phòng thì chỉnh sửa thôi. Đơn giản hóa thủ tục gia nhập thị trường là một trong nhiều nội dung đổi mới thông thoáng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình gia nhập thị trường của doanh nghiệp đã được nêu rõ trong nghị quyết 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Có rất là nhiều những cải thiện trong các cái điều kiện gia nhập thị trường của doanh nghiệp. Cụ thể ví dụ như là cái số ngày gia nhập thị trường, nếu như trước đó thì chúng ta phải mất tới 34 ngày theo luật doanh nghiệp 2005 để doanh nghiệp có thể gia nhập thị trường, nhưng đến luật doanh nghiệp năm 2014 thì theo quy định của luật chỉ mất có 3 ngày doanh nghiệp đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp rồi. Với các cái hỗ trợ về mặt phi tài chính thì chúng tôi đang xây dựng các cái nền tảng để có thể kết nối cho các doanh nghiệp SME tìm kiếm được bạn hàng đối tác trong và ngoài nước để tham gia vào cái chuỗi giá trị toàn cầu. Thế còn với các cái hỗ trợ về tài chính thì hiện nay chúng tôi có các cái chương trình cho vay đối với các cái doanh nghiệp SME là cho vay tín chấp tới 3 tỷ để cho doanh nghiệp SME có thể sản xuất các cái đơn hàng phục vụ cho nhu cầu trong nước cũng như là xuất khẩu. Đặc biệt, tiếp cận đất đai và tiếp cận vốn là vấn đề khó khăn nhất của doanh nghiệp thì hiện cũng đã được các bộ ngành tập trung tháo gỡ. Không chỉ tạo thuận lợi cho quá trình gia nhập thị trường, có rất nhiều bộ ngành đã có nhiều cải cách trong thủ tục hành chính theo nghị quyết 35 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh. Thì chúng tôi cũng sẽ giảm 23 cái điều kiện kinh doanh bỏ luôn tại một cái thông tư của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ở trong đợt này. Như vậy thì còn một khoảng gần một nửa cái điều kiện đầu tư kinh doanh chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát để cắt giảm trong đợt 2 và phải hoàn thành trong năm. Cùng với những nỗ lực của các bộ ngành, nhiều địa phương đã có nhiều sáng kiến trong tổ chức đối thoại với doanh nghiệp như tổ chức đối thoại theo loại hình doanh nghiệp, đối thoại trên truyền hình. Đặc biệt, mô hình cà phê doanh nhân được nhiều tỉnh triển khai nhằm tạo không khí thân thiện giữa chính quyền và doanh nghiệp trong đối thoại. Chúng tôi cũng mạnh dạn mở sang fanpage đối với Didi Xa để cho cái sự tương tác giữa cộng đồng doanh nghiệp với từng sở ngành. Từ đó rồi có một cái vấn đề xử lý ngay trên trong mạng xã hội. Thì đây cũng là một sự dũng cảm để mà coi cho các sở ngành là đều được lắng nghe trực tiếp qua cái mạng xã hội của trang này. Đây cũng là một trong hình thức mà tôi mở rộng cái lắng nghe trực tiếp và tương tác trực tiếp là cũng nhanh nhất những vấn đề mà tôi đã triển khai. Trong khi đó, chuyển đổi hộ kinh doanh lên doanh nghiệp hiện đang được coi là giải pháp nhanh nhất để phát triển số lượng doanh nghiệp. Theo đó, nhiều địa phương thực hiện chủ trương với quyết tâm chính trị cao, thậm chí có nhiều địa phương giao chỉ tiêu vận động, tuyên truyền hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp cho chính quyền cấp huyện, xã. Chúng tôi cũng có cái tính toán ưu tiên dành cái quỹ đất để cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như là cái hộ kinh doanh cá thể sau khi chuyển đổi có điều kiện. Thứ hai là chúng tôi cũng có cái chính sách nghiên cứu trên cơ sở quy định của nhà nước về cái việc trợ giá cho thuê mặt bằng, thuê đất để giúp cho doanh nghiệp mà sau khi chuyển đổi có cái điều kiện tiếp cận thuận lợi. Và cái thứ ba là chúng tôi cũng đang chỉ đạo các sở ban ngành như nói ở phần trên rà soát các thủ tục, những cái điều kiện thuận lợi mang tính chất đặc thù của địa phương trên cơ sở quy định của pháp luật để có những ban hành cơ chế chính sách giúp cho các nguồn lực giúp cho cái doanh nghiệp sau khi chuyển đổi có điều kiện tiếp cận một cách thuận lợi nhất, và từ vấn đề phí lệ phí rồi những cái nội dung mà có thể nói hỗ trợ tối đa cho cái doanh nghiệp sau khi chuyển đổi.
Với mục tiêu hàng năm, có khoảng 30 đến 35% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo. Thời gian qua, các bộ, cơ quan liên quan cũng đã có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, đề xuất biện pháp đẩy mạnh việc thực hiện hoặc bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa, cùng với Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia và các quỹ của khu vực tư nhân nhằm tăng cường nguồn vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và có tiềm năng tăng trưởng cao. Với nhiều chính sách hỗ trợ từ chính phủ, nhiều chương trình hành động tại các địa phương tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thành lập mới, số doanh nghiệp gia nhập thị trường đã liên tục tăng mạnh. Là doanh nghiệp mới chuyên cung cấp các dịch vụ du lịch trong và ngoài nước, đại diện doanh nghiệp này phấn khởi cho biết, từ khi thành lập đến nay, doanh nghiệp được hỗ trợ rất nhiều từ các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, từ khâu thủ tục thành lập doanh nghiệp đến những hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi trong sản xuất kinh doanh. Bản thân tôi là khi khởi nghiệp mà được chính phủ coi như là quan tâm, chính quyền địa phương của quận Thủ Đức cũng như là của thành phố, cao hơn nữa là cấp trung ương, chính phủ thì quan tâm, đặc biệt là rất là nhiều quan tâm đến vấn đề về những chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp khởi nghiệp, đặc biệt là coi như là trong 3 năm đầu thì những doanh nghiệp khởi nghiệp là không cần phải coi như là phải là nhà nước tạo điều kiện cho 3 năm đầu để mình kinh doanh. Theo nhận định của đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, đây không chỉ là phấn khởi của một vài doanh nghiệp mà đây đang là niềm vui chung của các doanh nghiệp vừa gia nhập thị trường hiện nay. Về những cái biện pháp mà để phát triển doanh nghiệp thì chúng tôi cũng cam kết là đồng hành cùng với chính phủ, cùng với các cơ quan quản lý nhà nước khác để tạo điều kiện hỗ trợ thông tin đến cho doanh nghiệp để làm sao đó người dân có thể tự tin khởi nghiệp. Các hộ kinh doanh muốn lên doanh nghiệp có thể tìm hiểu qua cái cổng thông tin của cơ quan thuế cũng như là đến trực tiếp cơ quan thuế, và chúng tôi cũng sẽ thành lập một bộ phận là chuyên biệt để hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp và hỗ trợ cho hộ cá nhân kinh doanh muốn lên phát triển thành doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục ban đầu về thuế như thế nào. Năm 2016, số doanh nghiệp mới đã vượt mốc 110.000 doanh nghiệp. Và đến năm 2017, kỷ lục này tiếp tục được phá vỡ với con số đạt gần 128.000 doanh nghiệp. Chính cái sự hỗ trợ của chính phủ kiến tạo này đã tạo ra một điều kiện bứt phá cho các doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta. Số doanh nghiệp ngày đăng ký kinh doanh, đầu tư kinh doanh ngày càng phát triển hơn. Dĩ nhiên là trong khó khăn chung của thế giới thì cũng có những doanh nghiệp người ta thôi kinh doanh, nhưng mà xu hướng là chúng ta vẫn phát triển tốt. Từ những hỗ trợ tích cực từ các cơ quan ban ngành tạo niềm vui cho cộng đồng doanh nghiệp, những tiến bộ trong cải cách cũng đang được các doanh nghiệp cảm nhận rõ qua kết quả điều tra của Tổng cục Thống kê về xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý 1 năm 2018. Theo đó, 33% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý 1 năm nay tốt hơn quý 4 năm 2017. 24,6% doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn và 42,4% doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định. Về quý 2 năm nay sẽ có 55,7% doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên và 33,9% doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định. Rồi bản thân là chúng ta đang, chính phủ và các bộ ngành đã cắt giảm liên tục các cái thủ tục, các cái giấy phép con, các cái chi phí chính thức để làm sao tạo ra một cái môi trường công bằng và minh bạch. Theo số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố, trong 6 tháng đầu năm 2018, cả nước có 64.531 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký là 649.000 tỷ đồng, tăng 5,3% về số doanh nghiệp và tăng 8,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 10,1 tỷ đồng, nếu tính cả 1.192.200 tỷ đồng, vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn, thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 6 tháng năm 2018 là 1.841.200 tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn có 16.499 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 6 tháng lên 81.000 doanh nghiệp. Mặc dù số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh, tuy nhiên mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020 vẫn khá thách thức bởi chất lượng doanh nghiệp thành lập mới vẫn là yếu tố quan ngại. Bên cạnh đó, những hạn chế về bất cập trong thủ tục hành chính vẫn làm cho các hộ kinh doanh cá thể chưa mặn mà chuyển đổi. Còn gặp nhiều vấn đề khó khăn, e ngại những thủ tục hành chính mà doanh nghiệp phải đối mặt, nhiều hộ kinh doanh cá thể vẫn chưa mặn mà lên mô hình doanh nghiệp. Thứ nhất là thủ tục, thứ hai là cái chính sách về thuế,
thứ ba là hỗ trợ về tài chính. Trong khoảng 2 năm trở lại đây, chính phủ đưa ra hàng loạt chính sách nhằm gỡ bỏ những rào cản gây khó cho cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế lại không được như kỳ vọng. Các hộ kinh doanh cá thể lại không mặn mà với những chủ trương này. Phần lớn các hộ kinh doanh cá thể không muốn phát triển mở rộng quy mô. Số liệu thống kê cho thấy, tính đến cuối năm 2017, cả nước có gần 5 triệu hộ sản xuất kinh doanh, con số này gấp 10 lần số doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng tài sản ước tính khoảng 655.000 tỷ đồng. Trong số đó, số hộ kinh doanh cá thể muốn lớn thành doanh nghiệp lại rất ít. Một khảo sát của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương chỉ ra rằng, chỉ có khoảng 8,7% số hộ kinh doanh cá thể có vốn từ 1 đến 5 tỷ đồng nghĩ tới việc chuyển đổi thành doanh nghiệp. Tỷ lệ hộ kinh doanh cá thể có hơn 10 lao động muốn trở thành doanh nghiệp chỉ khoảng 5,63%. Trong khi hộ kinh doanh cá thể vẫn chưa mặn mà lên mô hình doanh nghiệp, thì những doanh nghiệp đang hoạt động lại không muốn duy trì mô hình doanh nghiệp mà lại muốn chuyển đổi trở lại thành hộ kinh doanh cá thể, vì e ngại trước nhiều thách thức như thủ tục hành chính rườm rà, chi phí cao. Trường hợp anh hiện đang đi ngược lại, tức là trước đây anh được là doanh nghiệp, thì anh ở thành phố, nhưng bây giờ anh lại muốn số hộ cá thể cho nó khỏe, tại vì giấy tờ nó làm phiền phức quá. Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 300 hộ kinh doanh cá thể, 300.000 hộ cá thể, thực chất tôi nói hơn nữa dư sức có tiêu chuẩn doanh nghiệp, nhưng họ không muốn làm cái doanh nghiệp, bởi vì có nhiều cái đó tôi nói thật sự. Họ muốn lên doanh nghiệp thôi. Báo cáo thường niên doanh nghiệp năm 2017-2018 chỉ ra rằng về chất lượng của các doanh nghiệp hoạt động, mặc dù một vài chỉ số về năng lực của doanh nghiệp đã được cải thiện, như chỉ số thanh toán, hiệu suất sinh lợi, nhưng xét về mặt tổng thể, năng lực của các doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa được cải thiện, thậm chí còn diễn biến theo chiều hướng kém. Đặc biệt, báo cáo chỉ rõ năm 2017 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động giảm 0,9% so với năm 2016, sau 4 năm liên tục tăng. Điều này phản ánh cơ hội kinh doanh và niềm tin vào thị trường của doanh nghiệp là chưa cao. Thêm vào đó, mặc dù có những chuyển biến tích cực trong năm 2017, nhưng động thái doanh nghiệp cho thấy khả năng phục hồi còn chưa bền vững. Đặc biệt, đối với doanh nghiệp có quy mô nhỏ, tỷ lệ lỗ cao ở khu vực doanh nghiệp nhỏ và cực nhỏ, cũng như số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động và giải thể ở khu vực này đạt gần như cao nhất từ trước tới nay. Theo đó, dù số doanh nghiệp thành lập mới tăng cao, song trong năm 2017 vừa qua, số doanh nghiệp thực sự trụ lại trong nền kinh tế chỉ tăng 56.000 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2016. Tính đến hết năm này, tổng số doanh nghiệp hoạt động chỉ đạt 561.000 doanh nghiệp, mới chỉ bằng khoảng 53% so với mục tiêu hướng tới vào năm 2020. Theo tính toán, trong vòng khoảng gần 2 năm tới, cả nước phải có thêm 300.000 doanh nghiệp thành lập mới, tương đương mỗi năm phải có ít nhất 150.000 doanh nghiệp hoạt động tốt mới đạt được mục tiêu đề ra. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, các rào cản đối với sự phát triển của doanh nghiệp, trong đó tập trung vào yếu tố sản xuất và thực hiện nghĩa vụ thuế phí hải quan đối với nhà nước. Còn anh là người làm doanh nghiệp ấy, là người ta hành anh rất là nhiều. Tại vì đối với doanh nghiệp, người ta đâu có giỏi kế toán, người ta đâu có giỏi về luật thuế, người ta đâu có giỏi mấy cái đó. Anh quy định là chuyện của anh. Nhưng mà bây giờ tôi không giỏi thì tôi thuê dịch vụ cho những người giỏi họ làm. Nhưng mà bây giờ những dịch vụ đó là gì, quy định của anh ra quá nhiều. Cái người làm dịch vụ cũng không biết là bao nhiêu loại giấy tờ. Mà nhiều lúc anh đâu có kiểm tra liền đâu, anh đợi 2-3 năm sau, khi 5 năm sau anh mới đi kiểm tra. Cụ thể, đối với rào cản từ các yếu tố sản xuất, chi phí sử dụng lao động trong các doanh nghiệp Việt Nam có xu hướng tăng nhẹ trong thời gian qua. Khảo sát thực tế đối với doanh nghiệp cho thấy, chỉ có 38,5% doanh nghiệp báo cáo phải bỏ ra dưới 10% thời gian trong một tháng để xử lý các vấn đề liên quan đến thuế và hải quan, trong khi vẫn còn đến 19% doanh nghiệp phản ánh phải bỏ ra trên 30% thời gian cho vấn đề này. Tỷ trọng của chi phí cho bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp và kinh phí công đoàn có khuynh hướng tăng đáng kể. Cùng với đó là rào cản gia tăng chi phí cơ sở hạ tầng logistics. Khảo sát cho thấy tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá chi phí cơ sở hạ tầng logistics cao và rất cao là khá lớn, trung bình gần 40% đối với tất cả các loại phí. Cái thách thức mà các doanh nghiệp như chúng tôi hiện nay đang gặp phải nhiều nhất đó là những cái chi phí từ cái môi trường kinh doanh hiện nay có xu hướng tăng lên rất là cao. Trong những năm vừa qua thì chính phủ đã có rất nhiều những cái cải cách để cải thiện cái môi trường kinh doanh cũng như là giảm chi phí cho doanh nghiệp. Nhưng mà gánh nặng của chi phí về nhiều phương diện, về cải cách, về chi phí về tuân thủ thủ tục hành chính, những chi phí về điều kiện tuân thủ những cái điều kiện về kinh doanh, điều kiện về đầu tư vẫn còn rất là cao. Trong cả 5 tháng đầu năm 2018, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động là 33.399 doanh nghiệp, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 16.000 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 24% và gần 17.500 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể giảm 9,5%. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 5 tháng đầu năm 2018 là hơn 5.500 doanh nghiệp, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hơn 5.000 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 91,5% và tăng 17%.
Để hiện thực hóa mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp đến năm 2020, các chuyên gia cho rằng bên cạnh việc khuyến khích thúc đẩy phát triển thêm nhiều doanh nghiệp mới, thì cũng cần phải có các chương trình là bảo toàn lực lượng doanh nghiệp có tiềm năng cạnh tranh hiện có. Tuy nhiên, để thực hiện được hiệu quả những chính sách này, cần phải có những giải pháp như thế nào? Mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây. Với mục tiêu đến năm 2020, Hà Nội có 400.000 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Một trong những mục tiêu trọng tâm của Hà Nội trong năm 2018 là cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đặc biệt, thành phố Hà Nội đã đưa ra đề xuất hỗ trợ toàn bộ chi phí thủ tục thành lập doanh nghiệp để Hội đồng Nhân dân thành phố họp thông qua vào đầu tháng 7 năm 2018. Thế và thành phố sẽ miễn phí hoàn toàn cho cái thủ tục này. Thế và khi mà các mọi người, mọi công dân mà muốn thành lập doanh nghiệp thì chỉ cần kê khai đăng ký qua mạng, sau đó sẽ được Sở Đầu tư hoàn thiện các thủ tục cũng như là hoàn chỉnh kể cả thủ tục đăng ký con dấu và sẽ gửi qua chuyển phát nhanh chuyển về đến tận địa chỉ mà đã đăng ký. Không chỉ có thành phố Hà Nội, thời gian tới các bộ ngành và địa phương cho biết sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi hộ kinh doanh lên doanh nghiệp sẽ là giải pháp quan trọng để hoàn thành mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả năm 2020 của chính phủ. Chính vì vậy việc chuyển đổi hộ kinh doanh là hướng tới một cái mục tiêu là phát triển các cái hoạt động kinh doanh vừa và nhỏ để nó biến nó trở thành một hoạt động kinh doanh bền vững hơn, có cơ hội để phát triển một cách tốt hơn, có đóng góp tốt hơn cho chính bản thân những người kinh doanh và cho xã hội. Thì những mục tiêu ở đây là phát triển một cái cộng đồng doanh nghiệp lớn mạnh, không phân biệt về tính chất, quy mô, lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh và hướng tới là thậm chí không phân biệt về hình thức kinh doanh. Đấy là cái mà chúng ta phải thống nhất với nhau về cái nhận thức như vậy. Tuy nhiên, hiện nhiều hộ kinh doanh vẫn còn e ngại chuyện thủ tục pháp lý lên doanh nghiệp, băn khoăn khi doanh nghiệp phải tuân thủ hệ thống chặt chẽ, kiểm toán, thanh tra, kiểm tra. Do đó, hoàn thiện cơ chế chính sách cho việc chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp theo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 và thực hiện các biện pháp khuyến khích, hướng dẫn, trợ giúp, thúc đẩy hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp. Như vậy, rõ ràng là về mặt vĩ mô là cần sửa đổi những cái quy định pháp luật, ví dụ như quy định về thuế, quy định về kiểm toán để phù hợp hơn, giảm bớt những cái gánh nặng hơn cho những cái hoạt động kinh doanh mà theo tính chất kinh doanh vừa hoặc siêu nhỏ hoặc là rất nhỏ. Các chuyên gia cho rằng nếu chỉ đơn thuần chạy đua theo mục tiêu số lượng thì Việt Nam dư sức có 1 triệu doanh nghiệp. Song điều quan trọng là tỷ lệ doanh nghiệp hoạt động ổn định và phát triển sau thành lập. Do đó, chính phủ phải xây dựng một môi trường kinh doanh thuận lợi, ổn định và an toàn, giảm tối đa chi phí và giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp, đặc biệt là chi phí không chính thức để đảm bảo an toàn và khoan sức được cho doanh nghiệp. Chúng ta cần phải thực hiện cái việc giảm thiểu hơn nữa các cái chi phí cho doanh nghiệp, nhất là các cái doanh nghiệp mà nhỏ và vừa, và từ đó nó tạo ra một cái nền tảng để thành lập doanh nghiệp mới tốt hơn. Tuy nhiên tôi đã nói đó, thành lập mới không quan trọng lắm bằng vấn đề giữ cho doanh nghiệp cũ không chết đi. Bởi vì rõ ràng anh thành lập thêm độ 120.000 doanh nghiệp, nhưng để cho 70-80.000 doanh nghiệp chết đi thì rõ ràng là sẽ không phải là một cái phương án tốt. Mà cố gắng là thành lập mới vững chắc, cộng với duy trì cái đội ngũ cũ cũng vững chắc theo. Ngoài ra, các bộ ngành và địa phương tiếp tục rà soát các quy định pháp luật về kinh doanh, các điều kiện kinh doanh và giấy phép kinh doanh đang còn hiệu lực. Kiên quyết loại bỏ những quy định, điều kiện và giấy phép kinh doanh không còn phù hợp đang cản trở quyền tự do kinh doanh của người dân và đang làm tăng rủi ro và chi phí cả chính thức và không chính thức cho doanh nghiệp. Tiếp theo đó chúng ta phải kiểm soát lại những cái luật mới ban hành, rồi những nghị định mới ban hành. Có rất nhiều nghị định mới ban hành nó lại để thêm các cái quy định về điều kiện kinh doanh, cho nên cần một sự giám sát rất là mạnh mẽ, rất là chặt chẽ để cho nó không mọc thêm, mà mọc thêm chỉ là những thứ thực sự cần thiết, nó phải lý giải được cái mục tiêu chính sách mà nó bảo vệ. Về phía doanh nghiệp, cần tự hoàn thiện, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh, hoàn thiện hệ thống kế toán theo hướng minh bạch, rõ ràng, tiến tới việc thực hiện chế độ kiểm toán độc lập báo cáo tài chính hàng năm. Đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao trình độ quản lý, đào tạo, nâng cao tay nghề của công nhân để tăng năng suất lao động, khả năng cạnh tranh của sản phẩm và hiệu quả của doanh nghiệp. Chủ động hợp tác với doanh nghiệp lớn trong nước và nước ngoài để tranh thủ vốn, công nghệ thị trường, liên kết để tham gia vào chuỗi cung ứng hay mạng sản xuất, tức xác lập vị trí trong chuỗi tạo ra giá trị, kể cả chuỗi giá trị toàn cầu.
Đến đây chương trình tiêu điểm kinh tế tuần này xin phép được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn. Đừng quên cập nhật thông tin qua Facebook kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.